Trần Đức đến từ Học viện NIT IIP Max, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với chương trình quản lý khách hàng sử dụng mô hình 3 lớp. Chúng ta đi viết chức năng cuối cùng, đó là chức năng xóa, nút xóa. Sự kiện click rồi nút xóa của chúng ta để xóa đi một dòng dữ liệu trong database. Tôi khai báo một cái card ID, viết tắt của customer ID. Nếu mà tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ hiển thị vào một message box hỏi người dùng, bạn có chắc chắn muốn xóa hay không. Nếu như message box này của tôi mà nhận được câu trả lời là gì, là nhiếp, thì sao, thì chúng ta sẽ thực hiện xóa đi một G-code trong database. Chúng ta xóa như thế nào, các bạn hãy code như tôi. Khai báo một các TTO bằng new customer TTO. Bên lớp, bên cái lớp DTO của chúng ta cần phải viết thêm một cái hàm, như tôi đang viết một cái hàm public set new. Ở đây chúng ta chỉ truyền vào một giá trị là customer ID, new.customer ID bằng customer ID. Và trở lại với form design workload hiển thị của chúng ta. Chúng ta gọi các DUS. Tôi khai báo một cái DUS, các DUS bằng new customer DUS, và tôi gọi delete customer ở trong cái lớp DUS. Chúng ta vào trong cái lớp DUS để viết hàm delete customer. Chúng ta viết một function có tên là delete customer. Chuyển vào một đối tượng customer để delete. Hôm nay đơn giản chỉ là return customer DTO DAO.delete customer. Chúng ta tiếp tục khi viết hàm delete customer ở trong lớp DAO. Lớp DAO là lớp trực tiếp thao tác từ database. Chúng ta viết function delete customer tại đây. Ở đây chúng ta sẽ viết câu lệnh để trực tiếp xóa dữ liệu trong database. Các bạn khai báo gim một customer ID asstring bằng các DTO.customer ID, và câu SQL của chúng ta là câu SQL dùng để delete, để xóa delete customer, where điều kiện customer ID của bảng customer này phải bằng với customer ID mà tôi truyền xuống.
customer đi. Function của chúng ta return connect.sql. Chúng ta gọi hàm sql này để xem, để chạy. Tôi nút xóa, tôi viết thêm, tôi gọi thêm hàm clear binding và load lại data. Hàm load textbox tôi truyền vào giá trị phone, hàm load button thì tôi truyền vào giá trị true. Tôi hiển thị ra màn hình một cái thông báo là bạn đã xóa thành công. Message box style của tôi là information, cái tiêu đề là thông báo. Ngược lại thì sao? Ngược lại có nghĩa là chúng ta không xóa. Tôi hiển thị một message box thông báo bạn đã hủy thao tác xóa. Xong rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc chương trình quản lý khách hàng. Chúng ta kết thúc chương trình quản lý khách hàng là sử dụng mô hình ba lớp ở đây, với các chức năng chính là thêm, sửa, xóa, hoàn toàn sử dụng theo mô hình ba lớp, rất dễ quản lý và rất dễ phát triển và debug, kiểm soát lỗi.